Tối ngày 29 tháng 12 năm 2015 tại Game Center quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, công ty lữ hành hàng đầu châu Á Viettravel long trọng tổ chức hội nghị khách hàng với chủ đề Viettravel The 20th Anniversary Golden Flight nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty 20 tháng 12 năm 1995, 20 tháng 12 năm 2015. Phát biểu tại hội nghị khách hàng năm 2015, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Viettravel, ông Nguyễn Quốc Kỳ đã gửi tri ân sâu sắc đến toàn thể khách hàng thân thiết, hệ thống đối tác trong và ngoài nước đã tin tưởng, đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp tác hiệu quả với Viettravel trong suốt chặng đường 20 năm qua. Qua đó bày tỏ mong muốn duy trì các mối hợp tác tốt đẹp này trong tương lai. 20 năm hình thành và phát triển, Viettravel đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường du lịch trong nước và thế giới. Cảm thấy rất là xúc động, tại vì mình là khách hàng Trung Quốc đối tác của Viettravel ở bên Trung Quốc. Hợp tác với Viettravel đã có gần 20 năm rồi, rất là xúc động. Sang tới đây cũng là vì tham dự cái tiệc này. Năm nay với một cái phong cách mà Viettravel vươn tới một cái tầm cao mới, là Viettravel tổ chức một cái dạng như là mình là một cái terminal hướng tới giống như là một cái hãng hàng không trong tương lai để vươn xa hơn, vươn cao hơn ra ngoài thế giới. Dù là khách hàng nhỏ hay là những khách hàng lớn đã cùng đồng hành với Viettravel trong nhiều năm, thì mình luôn mong muốn là họ sẽ có nhiều sức khỏe và càng ngày làm ăn thì phát triển hơn để sẽ đồng hành cùng Viettravel. Bản thân rất là vui mừng, phấn khởi và cảm thấy mình đã làm cái vinh dự được là một cái đối tác đồng hành cùng với Viettravel. Trong suốt 20 năm, Viettravel đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn, thử thách để tạo nên những bước đột phá, trở thành công ty lữ hành đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng một năm, cùng mạng lưới phát triển rộng khắp toàn quốc và năm châu. Hành trình đó đã ghi nhận lại nhiều dấu ấn đáng kể, góp phần tạo nên thương hiệu lữ hành hàng đầu châu Á. Năm 2015, với chiến lược kinh doanh đúng hướng, gắn với sức mạnh liên kết của các đối tác trong và ngoài nước, đã giúp Viettravel tiếp tục lập kỷ lục về tốc độ tăng trưởng, đạt doanh thu đứng đầu các công ty lữ hành Việt Nam với 4.250 tỷ đồng, đạt 475.000 lượt khách. Với những thành quả đạt được, năm 2015, lần thứ 3 liên tiếp, Viettravel đạt giải thưởng du lịch thế giới WTA danh giá. Đây được xem là giải Oscar trong ngành du lịch toàn cầu. Tri ân khách hàng, ngay trong đêm diễn ra hội nghị, Viettravel đã tổ chức vinh danh những khách hàng và đối tác thân thiết tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Pháp, Úc, Mỹ. Đặc biệt, tại đêm hội nghị khách hàng Viettravel The 20th Anniversary Golden Flight, Viettravel vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng nhất cùng nhiều bằng khen của Đảng và Nhà nước ta cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2015 của Viettravel đã khép lại thành công với những giải thưởng danh hiệu cao quý. Tài sản quý giá mà Viettravel có được chính là sự tin yêu của hàng triệu du khách trong suốt 20 năm qua. Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân, nhưng nhờ sự chung sức của tất cả khách hàng, Viettravel đã mang đến mùa xuân ấm áp cho cộng đồng và luôn giữ vững vị thế tại châu Á. Trong tương lai, Viettravel sẽ tiếp tục mở thêm 11 văn phòng tại các nước để đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Đây là một trong những bước đi chiến lược hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty lữ hành đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam vào năm 2020.